Xin chào anh chị, em là Quyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây là có một miếng đất đang bán, Quyền Trang giới thiệu cho anh chị mình nha. Thì miếng đất mà hôm nay Quyền Trang giới thiệu cho anh chị là miếng đất này nè. Đất của mình rất là đẹp luôn. Với bề ngang là 6m, hậu là 6m8 và chiều dài là trung bình là khoảng 61m ha. Thì chủ đất kêu giá là 1 tỷ 590 triệu. Em sẽ quay cho anh chị mình xem. Ở đây anh chị là xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây nè, anh chị đi ra khoảng tầm chừng 20m thôi là ở ngoài trước là có một cái con đường đan cũng khá là bự luôn. Thì từ cái con đường đó anh chị đi thẳng ra ngoài quốc lộ 1A thì khoảng tầm chừng một cây hay là một cây ba gì đó em quên rồi, nhưng mà mình ra quốc lộ 1A thì sát bên luôn, mình chạy xe tầm chừng 3 phút thôi. Và ở đây là sẽ gần với bệnh viện đa khoa mới. Anh chị để ý nha, đất nào mà gần bệnh viện đa khoa mới là đất đó rất là mắc luôn đó nha anh chị, cực kỳ mắc luôn á. Thì nếu như mà mình so trung bình hết thì em thấy là miếng này em thấy đẹp, đất đẹp, vị trí cũng đẹp nè, giá thì cũng ổn, nói chung là nó giá thì nó không quá rẻ mà nó cũng không có quá mắc ha anh chị. Giá này là chủ đất đã so sánh hết mấy miếng đất mà bán xung quanh đây nè rồi, chưa chủ đất kêu cho nó hợp lý á. Thì bây giờ để Quyền Trang dẫn anh chị mình vô coi thế nào, rồi cái em mở định vị lên cho anh chị mình ha. Thì đất mình là đã có giấy tờ, có sổ hồng đầy đủ luôn, đất không có vướng quy hoạch, không có tranh chấp gì hết nha. Thì đất này anh chị coi nè, mặt tiền lộ đan này rất là rộng luôn, cũng cỡ 3,5m á, nói chung là em thấy rộng lắm, xe 16 chỗ là chạy được ha. Và đường này là đường thông nữa. Thì anh chị nhìn nè, đây đó, của mình là còn dài vô bên trong nữa nha anh chị. Đấy. Rồi bây giờ em sẽ quay trở lại cái miếng đất của mình. Thì bề ngang á, là anh chị sẽ đo qua khoảng 6m. Thì 6m là từ đây nè, 1 cây cọc ha, 2 cây cọc, 3 cây cọc. Thì 6m là ở bên này nha anh chị. Bề ngang đo qua là 6m. Chiều dài á, là khoảng tầm 61 á, một bên 60, một bên 63. Ủa chú ơi, cái phần ngoài trước thì của mình luôn hả chú? Không, của người ta. À, của bên đất người ta hưởng hả chú? Nó có lộ giới rồi. À. Cái kinh này lộ giới. Ủa con tưởng cái phần này là đất của nhà nước, nhưng mà trước mặt ai thì người đó hưởng chứ? Không có, của người ta phía bên đây. À, của phía bên này ha. Rồi. Vậy là của mình là chỉ tới cái phần lộ đan thôi nha anh chị. Cái phần bên này là của hàng xóm bên này. Rồi bây giờ là em sẽ đi vô bên trong đất em quay cho anh chị mình xem. Cái con đường ở ngoài nè, anh chị thấy sát bên không? Để em đi ra cho anh chị ngó cái nha. 25m. Chú nói với em là đây đi ra ngoài này là 25m. Đây anh chị xem nè, đường ngoài này là cũng rất là rộng rãi luôn ha anh chị. Ở đây mình đi là mình sẽ đi thẳng ra ngoài quốc lộ 1A luôn nè. Đó anh chị xem, nói chung là vị trí đất của mình thì rất là đẹp. Mà ở đây là xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho nữa, dân cư ở quanh đây thì cũng rất là đông đúc luôn ha. Đó, ngon lành ha anh chị. Rồi bây giờ Quyền Trang sẽ dẫn anh chị mình đi vô bên trong cái miếng đất của mình ha. Thì đất này là của đất nhà luôn nha anh chị, chưa có qua nhà đầu tư nào hết luôn á. Rồi chủ đất rao bán rồi gửi cho bên Quyền Trang quay cho anh chị mình xem nè. Đây, nhà của chú làm rất là dễ thương nha anh chị. Đó anh chị xem nè, chú làm mấy cái vàng đồ rất là cưng luôn á. Thì chú bán cái phần bên hông ở đây. Đây anh chị xem nè. Đó nè, bề ngang á là 6m nha. Ở trong sổ của mình á là ngang 6m, hậu là 6m8. Chiều dài á là một bên 60, một bên là 63, đất cây lâu năm. Giá là 1 tỷ 590 triệu. Giá cả là mình sẽ còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà luôn ha. Thì anh chị thấy nè, từ ở bên này anh chị coi nè, đi qua một cây cọc tới cây cọc thứ hai là em đo là 6m đó nha anh chị. Đó, đi ngang qua là 6m. Đây nè, anh chị thấy là bên này là chú cũng đã xây tường rồi ha. Đó thì ở bên trong đất của mình đó là có một cái căn nhà mát luôn, ở ngoài sau thì có một vườn cây ăn trái ha anh chị.
chú chủ nhà của mình á là một người tu tại gia ha. Mấy cái này á là mấy cái gì mà bên nãy chú nói quá trời luôn em quên nữa rồi ta. Nói chung là bên Phật đồ đó ha anh chị. Đó, nói chung là cũng hay hay lắm, hồi nãy chú có nói cho em nghe. Thì nếu như mà anh chị không quen thì chú sẽ gỡ xuống, anh chị có thể treo những cái câu mà anh chị mình thích hơn. Mấy cái này hay lắm nha anh chị. Một lát cái Quyền Trang coi, Quyền Trang nhớ được cái gì Quyền Trang kể anh chị nghe ha. Thì ở trong đất của mình là có sẵn một cái căn nhà mát luôn nè. Đó anh chị xem. Này, chú sẽ để lại căn nhà mát này cho anh chị luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống ngoài sau nha. Đất đó là đã có giấy tờ, có sổ hồng riêng cái miếng này đàng hoàng luôn rồi nha anh chị. Đấy. Thì đa phần là chú sẽ để lại mấy cây kiển cho anh chị. Chỉ có một vài cây là chú sẽ lấy đi thôi. Thì có gì lúc đó anh chị gặp chú rồi mình nói chuyện kỹ hơn cho nó dễ ha. Nè. Đây. Nói chung là chiều dài mà tới khoảng 60, một bên 60, một bên 63 thì tha hồ cho anh chị mình xây nhà rồi. Thì em thấy là bên trong này nha, nhỏ nhỏ vậy thôi chứ nhiều loại cây ăn trái lắm anh chị. Nào là cóc nè ha, rồi khế nè, khế chua, khế ngọt có đủ hết luôn. Rồi sơ ri, rồi xoài nữa, rồi ổi nữa, rồi mãng cầu nữa, rất là nhiều luôn nè. Bây giờ mình đi nha. Đó anh chị xem, thích lắm nha anh chị. Đó, rất là cưng luôn á. Này, đây nè. Rồi mấy cây khế đâu nè của mình nè. Ở bên này em thấy là chú đã làm hàng rào kiên cố rồi. Mình có khoảng 2 mặt hàng rào rồi đó. Ý ở ngoài trước nữa là 3 mặt hàng rào. Thì mình chỉ còn một cái mặt hàng rào bên này giáp với chủ là chưa kéo lưới thôi. Thì đây nè, đây là cái cây cọc mốc nè anh chị. Đó anh chị xem cây cọc mốc nè. Đó ha, có sẵn nha. Đây, mình đi xuống tiếp nữa nha. Ở trong vườn của chú có một cái cây sari rất là đẹp. Nói chung là Quyền Trang thấy đẹp thôi chứ không phải là rất là đẹp ha anh chị. Thì cái cây này là chú nói là chú sẽ bứng đi ha anh chị. Nhưng mà nếu như mà anh chị thích thì thôi anh chị cứ nói với chú rồi hai bên mình thương lượng lại cho nó dễ. Thì em mới vừa học thêm một cái mới nữa nè, em chỉ cho anh chị mình xem nha. Em thấy là hôm nay á, nói chung là mọi người ta nói đúng á nha. Mỗi một lần đi đâu á, mình gặp một người là mình sẽ học thêm được cái nhiều điều hay. Chú kể cho em á anh chị. Anh chị thấy cái này nè, cái này là nó giống như là nhất tiễn siêng tâm. Trời em đổi nữa ha, chú nói là nhất trụ siêng tâm. Chú nói cái này là nó cũng không phải là nhất trụ siêng tâm lắm, cái này là cũng có ghép vô trong đó nhưng mà thôi nó cũng được đi. Anh chị biết sao không? Chú nói vậy nè, nhất trụ là ở trên là có một cái thân như thế này ha. Rồi cái nó siêng tâm là nó có một cái lỗ như hình cái khoảng trống như thế này nè. Rồi ở trên này là hai cái này là nó phải nhập lại. Thì nếu như cái này là mình nhập lại một thân cây luôn thì nó cực kỳ đẹp ha. Còn cái này là người ta có ghép lại nhưng mà nó cũng hay hay. Cái em hỏi chú, ủa nhất trụ siêng tâm là sao nó lại hay hả chú? Thì chú nói nhất trụ là có nghĩa là đời người của mình thì suy nghĩ là mình cần phải đi theo một chiều hướng gì đó. Cái em suy nghĩ là giống như vợ chồng thì mình phải đi theo một hướng duy nhất gì đó ha. Rồi siêng tâm là gì? Cái này em mới biết luôn. Thì chú nói siêng tâm có nghĩa là cái lòng dạ của mình là nó nên bao dung và nó rộng rãi hơn. Phải không chú? Đó em hiểu theo cái ý em là như vậy đó anh chị. Sao chú? Chú nói sao chú? Chú nói là nhìn xuyên hết tất cả dạng vật. Nhìn thông, nhìn xuyên thấu. Nói chung là lòng dạ mình rộng rãi cái đi ha anh chị. Nói chung là anh chị gặp chú, anh chị sẽ nghe chú nói rất là hay luôn ha. Đây nè chú, nếu mà chú lấy cây này thì mình vẫn còn hai cây ở ngoài sau nha anh chị. Đó, nói chung là sari đồ, cây ăn trái đồ rất là nhiều luôn. Rồi có lê kim ma nữa nè. Đó, nói chung là vô cái vườn cây ăn trái này là mình nhìn thích đến nha. Cây xoài út nó ngon lắm, chú còn khoe cây xoài út này của chú nữa đó anh chị. Nói chung á là anh chị ơi, đối với những người mà yêu vườn như em á, nhìn những cái cây này thì mình rất là yêu đời ha. Đó, ở ngoài sau mình thì có một cái này giống như là cái bồn hoa. Anh chị mình có thể về cái mình thiết kế mình trồng hoa thêm ha. Đó. Rồi thì em xin nhắc lại nha, đất của mình á là bề ngang á là 6m, hậu là 6m8, chiều dài một bên là 60, một bên là 63 nha. Rất là rộng luôn, đất cây lâu năm thì chủ đất kêu giá là 1.590.000.000. Và đất ở đây á thì không có vướng quy hoạch gì hết nha anh chị. Khi nào anh chị xây nhà thì mình lên thổ cư được bình thường thôi.
Ở đây mình có một cây dừa dứa nữa nè. Đó. Thơm lắm. Anh chị thấy không? Nói chung là một miếng đất gọn gọn, có cây me nữa nè anh chị. À, đất thành phố Mỹ Tho nha, mà anh chị có nhiều loại cây ăn trái như vậy là cũng quý lắm luôn rồi á. Tại vì thì bình thường anh chị thấy nha, thành phố Mỹ Tho á, nghe nhắc tới thành phố Mỹ Tho là anh chị thấy là đất là khoảng tầm chừng ngang 5 dài 20 thôi. Giống như là anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh vậy đó, thì đa phần á, là mình sẽ là đất nền. Thì lâu lâu á, mình mới có xuất hiện những cái miếng mà nó diện tích rộng hơn như thế này ha. Ôi ở ngoài sao là có mít nữa nè ha anh chị, nhiều dữ vậy. Vừa mít rồi chanh rồi tắc nữa kìa anh chị, rồi chuối ngoài sao rồi bình bát nữa, quá trời luôn. Đó, ở đây mình còn chạy dài xuống nha, mình sẽ chạy dài xuống dưới này. Nói chung Quyền Trang thấy á, là chiều dài 60 này, một bên 60, một bên 63 này thì rất là đã luôn. Anh chị mình ở ngoài trước á, thì mình xây nhà, ở ngoài sau thì mình làm vườn cây ăn trái. Ở thành phố Mỹ Tho thì anh chị mình đi đâu cũng gần hết nha. Vừa gần chợ, vừa gần trường học và vừa gần ủy ban nữa. Gần bệnh viện đa khoa mới nữa. Đó anh chị thấy nè, đất thì cũng là đất thịt nha. Thì ở đây mình cũng có cái hàng rào sẵn ở bên này rồi ha. Ở cuối đất luôn là mình cũng có hàng rào luôn. Thì anh chị thấy ở dưới này là cuối đất nè. Đất mình là nở hậu nhẹ ha. Đó. Rồi bây giờ để Quyền Trang mở định vị lên cho anh chị mình xem nha. Thì đất của mình nó là hướng đông bắc nha anh chị. Đất là hướng đông bắc. Hướng đông bắc ha. Rồi. Đất thì có giấy tờ, có sổ hồng đầy đủ hết luôn. À đất của mình á thì đất của mình á thì sạch đẹp, không có mồ mả gì hết nha anh chị. Nhưng mà em thấy bên nhà của chú chủ nhà thì có mả. Nhưng mà cái này thì mai mốt anh chị về á, cái mình xây tường bê tông lên ha. Rồi. Để em xem mày. Đâu rồi ta? Đây nè anh chị mình xem nè. Thì đây là cái vị trí mà Quyền Trang đang đứng nha. Thì đây là cái thuộc về xã Phước Thạnh của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đây là nguyên cái cụm của thành phố Mỹ Tho nè. Ở đây á anh chị mình đi chợ đi đâu cũng gần hết nha. Thì để em xem từ đây mà mình đi ra ngoài chợ rồi ủy ban là khoảng bao xa ha. Thì ở đây á là Quyền Trang biết cái chợ Trung An trước, cho nên là em sẽ bấm ở chợ Trung An trước ha anh chị. Đây, từ vị trí của vị trí đất của mình á mà anh chị đi qua chợ Trung An là chỉ có 4 phút chạy xe thôi, là khoảng 1 cây 8 ha. Thì anh chị xem nè, ở ngay chợ Trung An á mình cho 2 cây đi cho nó dễ, là mình đi khoảng 5 phút đi ha. Là ở ngay chợ Trung An là mình sẽ có chợ Trung An nè, có trạm y tế xã Trung An luôn, rồi có trường tiểu học ở Trung An luôn ha. Rồi ở đây á, nếu như mà anh chị mình đi làm thì cũng rất là gần luôn. Thì ở đây á, sẽ gần với cụm khu công nghiệp Trung An nè. Trung bình anh chị đi thì khoảng tầm chừng 10 phút đi ha anh chị, là mình sẽ ra tới cái cụm khu công nghiệp Trung An luôn. Anh chị muốn xin việc làm cũng dễ. Rồi có bệnh viện quân y 120 nè, có trường từ cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi trường chuyên Tiền Giang ở khu vực này luôn. Nói chung là khu này thì rất là sầm uất. Còn bệnh viện ở quên, còn siêu thị đâu nè anh chị. Đó. Nói chung anh chị đi đâu cũng gần hết, khoảng tầm chừng 10 phút thôi ha. Dạ không có chú ơi, con không có gọi. Còn từ ở đây á mà anh chị mình đi qua tới bệnh viện đa khoa của thành phố, nói chung là bệnh viện đa khoa mới á nha anh chị, thì trung bình anh chị đi em thấy là đi đường vòng nè, mình đi khoảng tầm chừng 5 phút thôi là mình sẽ qua tới bệnh viện đa khoa mới nè anh chị thấy không. Vị trí của bạn nè, qua tới bệnh viện đa khoa Tiền Giang nè, khu này đã vô hoạt động rồi. Nhưng mà khu này á nha anh chị, là em nhớ là bệnh viện rồi, có cái chỗ cho máy bay đậu luôn, có cái chỗ sân bay gọn gọn hay gì đó, đậu hay gì đó anh chị, trực thăng hay gì đó em quên rồi, gọn gọn đó. Rồi cái này là chưa xây dựng xong nha anh chị thấy nè, đất ở khu này rất là rộng luôn. Thì từ ở khúc ở bên này nè, nó tới dài tới bên này luôn nha anh chị, là thuộc về quy hoạch hết trơn luôn rồi đó nha. Thì sau này á là khu này là còn làm thêm, mở rộng thêm nữa, thì đất của mình nó sát bên, đi qua có cái 5 phút thôi, rất là gần nha. Cái này 3 cây là tại nó chạy đường vòng á ha. Chứ anh chị đi thì gần lắm. Nhưng mà nói chung anh chị chạy ra có 5 phút thôi là mình sẽ tới rồi. Thì còn từ ở đây á mà anh chị mình về tới bến xe miền Tây. Bến xe miền Tây á thì là khoảng 60 cây số.
là anh chị chạy từ đây mà về bến xe miền Tây là 60 cây số, mà chạy xe khoảng 1 tiếng rưỡi nha. Rồi đất của mình thì có giấy tờ, có sổ hồng đầy đủ luôn. Ở đó em có sổ hồng không ta? Bên chị có hả? À vậy là bên em có sổ thôi. Thì anh chị thấy miếng này sao ta? Thật ra nha anh chị, mới đầu á là chú định kêu tới khoảng em thấy là gửi cho em luôn kêu là 1 tỷ 7 mấy chục triệu đó. Nhưng mà sao á là chú thấy bên hàng xóm đã bán á anh chị, thì thấy bên hàng xóm bán là ngang 10, giá là 2 tỷ 3. Chiều dài thì ngắn hơn của chú tí xíu. Là chú thấy vậy rồi chú mới giảm cái giá của mình xuống là bằng với cái giá ba mà đã bán rồi á ha. Đó. Thì nói chung là chú cũng có thiện ý là muốn bán, nếu mà anh chị nào mà thích miếng này á thì mình đi xem. Chú thì nói chung á là chú thì rất là hiền luôn, nói chuyện á thì chú thì bên bên đạo á anh chị. Đó. Mình về đây thì hàng xóm của mình là anh chị cũng yên tâm cái phần đó ha. Không có sân si, không có hơi bị sao ta? Gọi là không có gặp hàng xóm dữ á anh chị. Mình gặp hàng xóm hiền á. Rồi, rồi thì khi nào anh chị về đây thì mình alo trước cho Quyền Trang, để Quyền Trang sẽ nhờ chú chủ đất ở nhà sẵn luôn để tiếp đón anh chị, và mình xem sổ rồi mình nói chuyện về giá cả luôn cho nó dễ ha. Rồi em chào anh chị nha.